Xin chào các bạn. Trước đây mình từng giới thiệu với các bạn về cá phát tài, một loại cá có sức sống bền bỉ, dòng họ nhà cá tai tượng. Có người gọi là cá phát tài, có người lại gọi là cá tai tượng albino, tai tượng trắng. Nó sống cực kỳ khỏe và không kén thức ăn. Nó có thể ăn cả động vật lẫn thực vật và có thể sống ở môi trường nghèo oxy. Nó nhìn cao giá hơn so với tai tượng ta này các bạn này, một chút xíu 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 về giá. Và đây các bạn đang được xem những em tai tượng ta. Ngay lúc nhỏ như thế này thì các bạn thấy màu sắc nó rất là đẹp đúng không các bạn? Nhưng mà khi lớn lên thì cái sọc vằn vằn trên người nó sẽ mờ dần các bạn ạ. Nhưng nó vẫn không phải là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cá hồng kỳ phát tài, hay còn được gọi là cá hồng tượng, cá tai tượng đuôi đỏ. Đây này các bạn này. Xin lỗi các bạn là bởi vì khi mà mình vừa mới đặt máy quay chuẩn bị quay thì một em phát tài này này, một em hồng kỳ phát tài này, em ị một phát thế là xong, nước nó đục luôn, nó tan vào nước đó các bạn. Phải một lúc nữa thì cái lọc nó mới lọc hết được cái phần mùn này, nên các bạn thông cảm nhé. Và cũng giống như những anh em họ nhà nó, nhà cá tai tượng, những em hồng kỳ phát tài này sống cực kỳ dai, cực kỳ khỏe. Và nó nổi bật ở cái đuôi màu đỏ kia kìa các bạn kìa. Bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa có lên màu sắc sặc sỡ được. Nhưng khi lớn lên, cộng với lại chế độ cho ăn đầy đủ, thì cái đuôi của nó sẽ rực lửa luôn các bạn ạ. Rất là đẹp. Và hồi cách đây cỡ chừng 2 cho tới 3 năm á, thì mình có đi qua khu bến cát của Bình Dương á, thì mình thấy người ta bán là 120 một con, cao nhất so với lại hai cái loại lúc nãy luôn các bạn. Nhưng mà thật là may mắn, bữa nay mình ghé cửa hàng cá cảnh Đại Dương á, thì thấy có bán và giá thì vẫn là hàng chục thôi các bạn ạ, chưa có qua hàng trăm. Cho nên nếu bạn nào thích á, thì nên mua nhanh. Tại sao mình lại nói các bạn mua nhanh? Bởi vì nếu mà các bạn thường xuyên ghé các tiệm cá thì các bạn cũng có thể thấy là loài cá này ít hàng lắm. Lâu lâu mới thấy có một đợt hàng về thế này. Nếu mà không mua nhanh thì sẽ sợ sau này là tìm nó hơi khó đó các bạn ạ. Loài cá này mình coi nó nói chung là dòng tai tượng á, thì mình coi nó giống như là chi kỷ hơn các bạn ạ. Một loài cá mà màu sắc rất là gần gũi, màu sắc không phải là quá sặc sỡ, nhưng nó không bao giờ chê chủ nghèo. Nó sẵn sàng ăn mọi thứ mà chủ cho, miễn là vừa miệng. Giống như lúc nãy mình từng nói, động vật nó cũng ăn, thực vật nó cũng ăn. Các bạn lặt rau xong còn dư mớ rau thả vào nó cũng ăn. Các bạn không còn cái gì cho nó ăn, các bạn thả vài hạt cơm vào nó cũng ăn. Nó chẳng bao giờ chê. Các bạn bận bịu công việc không thay nước được, nó cũng chẳng cần các bạn phải thay nước, thậm chí khỏi cần sủi oxy luôn. Cỡ như em cá này, các bạn có thể nuôi nó cả năm trong một chiếc xô cũng chẳng sao hết các bạn ạ. Nó sống rất khỏe, rất bền bỉ. Và đặc biệt là nó biết mừng tíu tít khi các bạn sắp cho nó ăn, hoặc thậm chí là khi các bạn mới đi đâu xa về, khi mà các bạn lại gần hồ, nó mừng lắm các bạn ạ. Vừa là dấu hiệu của việc thèm ăn, nhưng ở một mức độ nào đó nó cũng thể hiện cái sự nhận biết là chủ của nó đó các bạn ạ. Thậm chí với loại cá này, các bạn còn có thể tập cho nó nhảy lên để tớp mồi nữa, nhảy lên khỏi mặt nước luôn đó các bạn ạ. Tuy nhiên mình không khuyến khích cách này, bởi vì điều đó có thể khiến nó trở thành một thói quen. Lỡ có con gì bay ngang hồ thế là nó thấy, nó bay lên nó táp, mà nó lại phóng ra ngoài hồ rồi chết thì tiếc lắm. Và các bạn thấy không, thường thường á, là khi mà người ta bắt cá này từ trại về á, là bắt nguyên một bầy luôn. Cho nên khả năng là để chung được nó hơi bị cao đó các bạn ạ. Tất nhiên là với điều kiện là hồ nó phải rộng nữa. Các bạn xem này, cá này để từ bữa giờ anh nói là cũng khoảng một tuần rồi, mà mình thấy cái mức độ gọi là đánh nhau của nó là hầu như là không thấy xuất hiện các bạn ạ. Nên nếu các bạn yêu thích hãy nhanh chân lên các bạn nhé. Rồi mình chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn.